Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Trần Văn Hiếu, admin của diễn đàn tự động hóa PLC Việt Nam. Thì hôm nay Hiếu tới đây để chia sẻ tới các bạn là khóa học lập trình PLC S7300. Thì như là các bạn đã biết, với PLC S7300 tới hiện nay á, là nó sắp fail rồi. Tức là sắp sẽ thông báo chính sách ra là ngừng sản xuất. Tại vì đã có cái dòng PLC S7500 ra đời thay thế tất cả các cái tính năng, các đặc điểm kỹ thuật và khả năng mà S7300 đã thực hiện ở trước đó cho các cái nhà máy sản xuất. Thì trong một cái thời gian nào đó thì các bạn sẽ biết là PLC S7300 vẫn có thể sử dụng trên cái phần mềm Semantic Manager, hay còn mọi người hay còn gọi là Semantic Dev 7 á, và trên phiên bản của TA Porto với Dev 7 Professional. Thì vậy cái sự khác nhau đấy là gì khi chúng ta sử dụng? Thì trong khóa học này chúng ta sẽ tìm hiểu cả trên cái phiên bản của TA Porto lẫn trên Semantic Dev 7. Thì phiên bản đầu tiên chúng ta sẽ cần chuẩn bị trong khóa học này là gì? Đầu tiên nhé, với nội dung khóa học này á, thì các bạn sẽ được tìm hiểu về phần cứng PLC ha. Các bạn sẽ được tìm hiểu về phần cứng PLC. Hai á, là các bạn tìm hiểu về phần mềm. Cái của mình là tìm hiểu và làm việc ha. Mình ghi tại vì kích thước không gian của mình không đủ nên mình sẽ ghi một cái từ trước thôi. Tìm hiểu về phần mềm lập trình. Rồi, với trong tìm hiểu về phần mềm lập trình thì chúng ta sẽ làm việc trên cả phiên bản Semantic Dev 7 ha. Mình vẫn gọi là Semantic Dev 7 cho các bạn nào hay sử dụng. Và trên TA Porto. Tại sao mình vẫn sử dụng trên Semantic Dev 7? Như các bạn biết đó, dòng S7300 này ra đời là năm 1996, là Siemens đã release và launching nó, giới thiệu nó cho tất cả các người dùng trong thời gian này và trong thời gian đó để thay thế cho dòng PLC S5. Thì sau khi dòng PLC S5 ra đời khoảng 17-20 năm thì cái dòng Semantic Dev 7 này cũng ra đời và thay thế cho PLC S5 đó. Thì tới hiện nay hầu hết tất cả các cái project ở Việt Nam, các cái dự án mà đã thực hiện trước đây nhé, nó rất nhiều. Như các bạn nói, nó rất nhiều. Các bạn bảo tại sao mình không tìm hiểu luôn TA Porto? Tất nhiên chúng ta sẽ tìm hiểu TA Porto, tại vì S7300 trên TA Porto vẫn có những cái điểm cơ bản nó vừa phải, nó khác nhau. Khi các bạn sử dụng trên TA Porto, các bạn sẽ thấy một cái điểm là nó rất là giống với S7-1200-1500. Tuy nhiên, như các bạn biết đấy, cái gì cũng có ưu, có nhược và có những cái đặc điểm mà nó sẽ không hỗ trợ trên S7-1200-1500 cho S7-300-400. Thì chúng ta vẫn tìm hiểu. Và cái mình tập trung nhiều nhất vào trong đây vẫn là trên phần mềm Semantic Dev 7. Tại vì rất nhiều dự án tới hiện nay vẫn còn tồn tại. Các bạn có thể sau khi học xong, các bạn có thể vào nhà máy, các bạn tiếp cận hiểu luôn. Chứ không được vào trong nhà máy, em biết TA Porto, em biết TA Porto, nhưng mà toàn bộ project, toàn bộ những cái hệ thống đang thực hiện trên Semantic Dev 7. Ok, không sao anh, em sẽ thực hiện chuyển đổi nên từ Semantic Dev 7 lên TA Porto. Oh shit, sai lầm. Có rất nhiều bạn khi vào trong nhà máy, em biết chuyển đổi. Việc thực hiện chuyển đổi dự án khi nào? Khi bất khả kháng, khi hệ thống bị lỗi, khi hệ thống mà mình có một cái kế hoạch dài hạn và phải chuyển đổi toàn bộ hệ thống,
Chứ một cung dây chuyền mà chúng ta không biết mà chúng ta chuyển đổi ngay, nếu chúng ta là người thiết kế toàn bộ thì là vấn đề khác. Còn trong nhà máy sản xuất của người ta dừng một line như vậy một giờ nó thiệt hại rất là nhiều. Thì các bạn nghĩ ai sẽ là người đồng ý để cho các bạn thực hiện? Nên ngay từ cái việc này là các bạn sẽ bài bản bỏ qua, sẽ không thực hiện được ha. Do đó cái mà chúng ta cần đó là gì? Các bạn vẫn tìm hiểu về TIA Auto để các bạn trao đổi và nói về công nghệ mới cho các sếp của các bạn. Các bạn vẫn nói về Semantic Step 7 để sao để người ta hiểu được các cái nội dung cơ bản. Và khi mình làm việc đây mình vẫn nắm bắt được những cái công việc ngay lập tức. Như vào một người chỉ biết TIA Auto vào trong hệ thống toàn Semantic Step 7, ô, tôi không biết. Thì người ta lại phải đào tạo, lại phải mất thời gian vài tháng. Các bạn chuẩn bị trước mọi thứ ở đây à. Thì cái trong nội dung mình sẽ giới thiệu rất là chi tiết về những cái phần, những cái kỹ thuật để chúng ta làm việc trên Semantic Step 7. Rồi, trong phần đấy là sau đó là chúng ta sẽ làm việc trên chủ yếu trên phần mềm, trên các cái tập lệnh. Và trong cái phần là lập trình cơ bản. Trong phần lập trình cơ bản thì các bạn vẫn tương tự như là các cái khóa học về Vue.js 7.1200, 1.500. Tuy nhiên á, cái mà các bạn cần đây là nó có những cái tập lệnh nó hoàn toàn khác so với trên F7.1200 và F7.1500. Thì các bạn có gì? Các bạn có biết logic. Các bạn vẫn có là timer, vẫn có là counter. Nhưng mà các bạn ngoài học cái IEC counter, IEC timer ra thì cái mà các bạn sẽ được tìm hiểu thêm đó là gì? Các bạn sẽ có là Semantic Timer hay Adam Timer. Rồi các bạn sẽ có là IEC Timer. Đấy, có rất nhiều thứ mà các bạn có thể tìm hiểu trong cái phần như vậy. Rồi các bạn vẫn có xử lý về analog. Các cái phần về toán học và một số tập lệnh cơ bản khác, thì đây là tất cả những cái phần này. Và mình vẫn nói về một cái phần liên quan tới dạng thuật lập trình cơ bản thôi, là chúng ta vẫn sử dụng GraphSet. Mình nói rồi, phần cơ bản nó khá giống nhau ha. Mình nói là cái phần cơ bản, mình nói là cái phần cơ bản là nó khá giống nhau. Do đó là các bạn sẽ thấy có nhiều khi mà các bạn tại sao nó giống như kia, không phải. Tại vì trên cái này là các bạn buộc phải học trên hai phần mềm. Mình nói rồi, học PLC không phải chỉ học mỗi cái tập lệnh này thôi, nó không có ý nghĩa. Mà học phải trên phần mềm và mình phải hiểu những thao tác để mình sử dụng và những đặc thù để chúng ta thực hiện nó như thế nào. Thì đây là trong phần lập trình cơ bản. Trong phần lập trình nâng cao thì các bạn sẽ học được nhiều hơn nữa. Học về PID, cách xử lý, cách mình dò các cái bộ thông số, xuất đọc xung tốc độ cao, rồi truyền thông, rồi những cái khác nữa. Và tất cả các cái nội dung mà mình chia sẻ đấy, vẫn dựa trên nền tảng của cuốn sách là Tự động hóa Vue.js 7.1300 với TIA Auto. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy là gì, có những cái nó sẽ thể hiện trên TIA Auto hỗ trợ, có những cái thì trong cuốn TIA Auto sẽ không thể hiện được. Đó là những cái tính năng mà trên Semantic Step 7 để chúng ta có thể làm thế nào để sử dụng. Đồng thời các bạn sẽ được biết một số cái thủ thuật cơ bản để chúng ta chuyển đổi chương trình từ S7300 trên Semantic Manager chuyển qua TIA Auto. Thì đây là nội dung của cái phần cơ bản mà chúng ta sẽ học. Thì Hiếu hy vọng với cái nội dung này á, các bạn sẽ hiểu hơn, nắm bắt được và áp dụng vào trong hệ thống. Tại vì
S7 Gen 2 là cái hiện tại người ta đã sử dụng rất là nhiều. Một năm Siemens có thể bán cả chục ngàn bộ hoặc hơn thế nữa. Đấy. Thì cái số lượng đấy rất là... Nhưng mà những cái việc mà chúng ta để đi service này, để đi maintenance này, để đi chuyển đổi hệ thống cũ, thì để chuyển đổi hệ thống cũ từ S7-300 lên 1500, thì cái mà các bạn không phải chỉ hiểu trên S7-1500 mà các bạn phải hiểu S7-300 rất nhiều. Thì với 10 năm kinh nghiệm của mình làm việc với tất cả các phần tự động hóa của Siemens là trên S7-300, trên S7-1200 và S7-1500 thì thực ra chỉ launching vào năm 2012, thì tới nay thì cũng khoảng 8 năm. Thì mình làm việc chủ yếu làm rất nhiều, và cái thế mạnh của mình là trên Semantic Step 7 với S7-300 và S7-1200. 1500 thì các bạn biết đấy, nó cũng mới ra gần đây, thực ra nó còn rất nhiều phân sản và nó còn đang phát triển và chúng ta phải học. Tuy nhiên cái dòng sản phẩm của S7-300 tới hiện nay sắp phai out, thì đây là một cái lợi thế dành cho những ai biết cái này để sau đó chúng ta thực hiện thay đổi đó. Thì đây là về phần nội dung của khóa học cơ bản chúng ta sẽ chia sẻ, và hy vọng các bạn cảm thấy hứng thú với khóa học này. Thì trong các cái phần tiếp theo đó, mình sẽ đi vào từng bước, đó là gì, tìm hiểu về phần cứng PLC đó, thì mình troubleshooting, mình chẩn đoán, mình xử lý lỗi như thế nào, thì chúng ta sẽ tiếp tục ở phần sau của khóa học nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong khóa học.